và chúng nó dạy cho những người ra và bởi chỉ người ta đặt ra mà thôi. Như vậy thì ở đây lời Chúa dạy cho chúng ta biết cái phương cách mà chúng ta ngợi khen Chúa, thì chúng ta ngợi khen Chúa như thế này. Chúng ta phải ngợi khen Chúa bằng chính cái tấm lòng của chúng ta. Có những người nói rằng mình hát ngợi khen Chúa nhưng mà họ không biết mình đã hát cái gì, mà họ ca tụng hay, và họ không hiểu được điều mình hát, họ chỉ thực hiện một cái nghi thức. Đó là điều mà Chúa không đặt lại. Cho nên khi chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta phải ngợi khen Chúa với cả tấm lòng của chúng ta. Như lời Chúa Giêsu đã phán rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết khí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta phải ngợi khen Chúa với cả tấm lòng của chúng ta. Và ai ngợi khen Chúa với cả tấm lòng của mình thì được Chúa vui chấp nhận cái sự ngợi khen của người đó và ban phước lành cho những đời sống của người đó. Có một cái câu chuyện như thế này. Có một người được đem lên trên nơi cao, và từ nơi cao đó được Chúa cho nhìn xuống một cái hội thánh. Nơi đó hội thánh đang nhớ lại để thờ Chúa. Và khi người đó từ nơi cao nhìn xuống thì thấy một sư giảng, rồi nhưng mà thấy thôi không nghe được, rồi thấy ban hát đứng lên để hát cũng chỉ thấy mà không nghe được. Và người này mới sau đó thì mới thắc mắc cái điều này, nhưng mà sau đó thì nghe tiếng một cái em bé ở trong cái buổi nhóm đó khóc tiếng hát, tiếng người khóc thì nhưng mà tiếng khóc của em bé lại thối lên lên cao. Cho nên cái người này mới hỏi thiền sứ rằng đó, tại sao mà một sư giảng tôi không nghe, rồi ban hát hát tôi cũng không nghe được, nhưng mà cái tiếng khóc của em bé đó lại nghe được để thối lên trên nơi cao đây. Thì thiên sứ đã trả lời cho người này đó là bởi vì tất cả những người kia đều thực hiện bởi cái hình thức thôi, nhưng mà em bé nó khóc là bởi cái tấm lòng của nó, cho nên từ đó cái tiếng khóc đó được ra lời ra. Vì vậy cho nên ở đây một cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được cái gì nó xuất phát từ cái tấm lòng của chúng ta mới được Chúa chấp nhận. Cho nên nếu chúng ta chỉ thực hiện cái sự ngợi khen bằng cái hình thức bên ngoài, không bởi tấm lòng của chúng ta, thì cái sự ngợi khen đó chúng ta không được Chúa chấp nhận. Và điều nữa ở đây chúng ta thấy, chúng ta phương cách chúng ta ca ngợi Chúa là khi chúng ta còn có cái cơ hội thì chúng ta nên ca ngợi Chúa. Bởi vì cái thời gian mà chúng ta ca ngợi Chúa không phải lúc nào cũng còn mãi, hay là nói một cách khác, cái thời gian mà chúng ta phục vụ Chúa không phải nó còn luôn luôn. Ở đây trong Ê-sai 38 á, thì có chép như thế này, 38 câu 18 cho đến câu 19: nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được, những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành tập của Ngài nữa, duy kẻ sống mới ai tôn vinh Ngài như tôi làm ngày nay, kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành tập của Ngài. Và câu 20: Đức Giê-hô-va là đấng cứu tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đờn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Ở đây là lời của vua Ê-xê-chia sau khi đau được lành, và ông đã nói là như thế: nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài nữa, những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành phục của Ngài nữa, duy kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài như tôi làm ngày nay. Thế thì quý bạn cho em, chúng ta ngợi khen Chúa, ca tụng Chúa, và Chúa cho chúng ta khi còn sống trong xác thể này, xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em hết lòng để chúng ta ca tụng Chúa với cả tấm lòng của mình. Và khi còn có cơ hội thì chúng ta hết lòng để ngợi khen Chúa, tôn vinh danh hiệu của Chúa. Bởi vì khi chết rồi thì chúng ta không còn có cái cơ hội để mà chúng ta có thể ngợi khen Chúa. Trên ngày hôm nay quý bạn cho em con cái của Chúa ở trong hội thánh bình thể ở đây vui mừng vì có hội thánh của Chúa thành lập từ cái điểm nhớ tại điểm lập này. Dĩ nhiên còn nhiều việc phải thực hiện nữa. Đạo thánh của Chúa cần phải mua đất
rồi phải từ đó phát triển lên rồi các nhà thờ, rồi từ một cái điểm nhóm trở thành một cái chi hội tự dưỡng, và sau đó Chúa cho có thể trở nên một cái chi hội. Tin rằng đó là điều có thể thực hiện. Và bây giờ anh thấy trong chúng ta có cơ hội để chúng ta ngợi khen Chúa, và sự ngợi khen Chúa chúng ta không phải chỉ bằng cái ngôn miệng, nhưng mà sự ngợi khen Chúa chúng ta phải thể hiện bằng cái hành động cụ thể. Mỗi một người trong chúng ta ngợi khen Chúa bằng cái sự tích cực góp phần trong việc đi dựng và phát triển công việc nhà của Chúa tại Vĩnh Lộc này, để cái điểm nhóm Vĩnh Lộc này sẽ được phát triển càng ngày càng nhanh lên, nó trở nên một cái điểm nhóm có cái cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi để có thể là nơi con em của chúng nhóm lại, rồi từ nơi đó có thể là nơi để ra những tin lành, trở nên một cái chi hội, để rồi từ đó chúng ta thấy hội thánh sẽ phát triển trở nên những cái hội thánh khác nữa. Từ cái chi hội Vĩnh Lộc trong tương lai thì sẽ phát triển những cái điểm nhóm nữa, cũng như chi hội Bình Thới đã phát triển để có cái điểm nhóm Vĩnh Lộc, thì cái điểm nhóm Vĩnh Lộc này phải phát triển lên trở thành cái chi hội, rồi từ chi hội Vĩnh Lộc trong tương lai sẽ phát triển lên những cái điểm nhóm từ nơi chi hội Vĩnh Lộc tương lai này, hầu cho như là lời của Chúa cho chúng ta thấy là cái dòng chỗ này cứ rao truyền gợi khen Chúa, và cho đến dòng chỗ kia cứ tiếp tục rao truyền gợi khen Chúa mãi mãi, không dứt, để danh của Chúa cao trọng vô này được vinh hiển tỏa sáng ở giữa mọi người. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Và cái cơ hội đó Chúa cho quý ông bà chị em, khi chúng ta còn sống, khi chúng ta còn có thể góp phần được, thì xin Chúa giúp đỡ cho để mỗi con dân của Chúa tại đây tích cực để chúng ta có thể đóng góp phần mình có được, để chúng ta góp phần đi được phát triển điểm nhóm Vĩnh Lộc này mỗi ngày càng được lớn mạnh, phát triển mạnh mẽ hơn, và từ điểm nhóm Vĩnh Lộc sẽ phát triển ra những điểm nhóm khác nữa, để từ đó danh của Chúa được rộng ra, để mọi người được biết sự vinh hiển cao cả của Ngài, họ đến suy phục Ngài, tôn thờ Ngài, để họ được cứu rỗi. Và điều cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây về sự ngợi khen Chúa đó, điều thứ ba là phước hạnh cho người biết ngợi khen Chúa. Khi chúng ta biết ngợi khen Chúa thì chúng ta được phước như thế nào? Ở đây chúng ta thấy là khi một người biết ngợi khen Chúa thì đời sống của người đó đẹp lòng Chúa. Ở trong Luca đoạn 17 câu 11 đến 19, quý ông bà anh chị em thấy nói đến cái câu chuyện về 10 người khôn. 10 người khôn này họ bị bệnh phung, tức là bị bệnh phong cùi đó, và họ kêu la in hỏi xin Chúa thương xót họ, và Chúa nói rằng họ hãy đi tỏ cùng tại cái lễ, và trên đường đi thì họ được lành và hết phung. Nhưng mà trong 10 người phung đã được Chúa chữa lành rồi thì có bao nhiêu người quay trở lại để gửi cho Chúa? Các bạn chưa, 10 người được lành nhưng mà chỉ có một người biết ngợi khen mà thôi, chỉ có một người biết quay trở lại để cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa thật rồi, và người đó lại là một người lại quất, một người Samari quay trở lại và quỳ dưới chân Chúa cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa vì Chúa đã chữa lành. Và Chúa Giêsu ngài đã hỏi rằng há chẳng phải 10 người đều được lành cả sao, còn 9 người kia ở đâu? Cái câu hỏi của Chúa Giêsu nói như vậy đó, thì đã Chúa Giêsu ngài buồn lòng bởi vì những người kia họ đã được sự chữa lành nhưng mà họ không hề biết cảm tạ Chúa, không biết cảm tạ Chúa, không biết quay lại để cảm tạ Chúa. Nhưng chỉ có một người, là một người hải quốc nữa, là một người Samari, khi nhận thấy mình được lành rồi thì quay trở lại mà đợi nghe Chúa, và chính cái người này được trở lại Chúa. Và chẳng những được chữa lành bệnh khung, nhưng mà cái câu Chúa Giêsu phát là người này cũng được chữa lành về phương diện tâm linh nữa, bởi vì đã đợi khen Chúa, đã làm biết ơn này. Vì vậy khi chúng ta đợi khen Chúa về những việc lớn lao kỳ diệu Chúa làm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được Chúa đẹp lòng. Và những người biết ca ngợi Chúa được phước lắm, là người đó sẽ có một đời sống đắc thắng. Quý bạn trên, quý bạn trên biết là khi chúng ta ca ngợi Chúa và ca ngợi Chúa khi thành công, khi chúng ta phước cho mình, đó là việc rất là bình thường, phải không các bạn chị em? Khi Chúa ngài ban cho những
những điều gì đó được phước lành ở trong gia đình, được mạnh khỏe trong thân thể, chúng ta lợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, thì đó là việc bình thường. Nhưng mà ma quỷ nó sẽ rất là run sợ nếu chúng ta ca ngợi Chúa ngay cả khi chúng ta trong bệnh cảnh, ngay cả trong khi chúng ta gặp khó khăn. Và lúc đó chúng ta ca ngợi Chúa thì đó là điều mà chúng ta thấy rằng cái sự ca ngợi Chúa đó có cái nhân quyền để mà nó đem đến cái sự đắc thắng ở trên thế lực của sự sống. Và tôi đọc Kinh Thánh thì tôi rất là thích cái câu chuyện ở trong Sự Ký Thứ Nhì đoạn 20, câu 20 cho đến câu thứ 22. Ở đây dân Amon và dân Moab vây đánh vua Josaphat. Dân Amon và dân Moab cùng đồng minh của mình với một đạo binh rất là lớn đến vây vua Josaphat. Và khi thấy đạo binh đó không rất là được sẵn, vì vậy cho nên ông đã truyền cho dân sự của Chúa phải đi ngang cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Ngài, cầu xin sự giải cứu của Chúa. Thế thì Chúa chỉ dẫn cho Josaphat cái phương cách để có thể thắng cái đạo binh đông đảo đó. Và rồi Chúa cho ông biết qua tiên tri của Chúa chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cái đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ở trong câu 17, trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy về ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời ở cùng các ngươi. Thế thì ở đây Josaphat đã đánh trận với các bạn đạo đường, chúng ta thấy đó, buổi sớm mai thì họ trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng bằng Tekoa, và đừng lúc đi đó thì Josaphat đứng tại đó nói với dân sự như thế này: hỡi người Juda và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe mà, các tin cậy Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc, hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được may mắn. Khi người đã bàn nghĩ với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Jehovah, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cờ binh, ngợi khen Chúa này, ngợi khen Đức Jehovah vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Rồi trương lúc chúng phải ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-va đã phục kinh xong vào dân Amon, dân Moab và những kẻ Anus-ti-ê-r đã đến hãm đánh Giu-đa và cả dân ấy thì bị bắt. Ở đây là một trận giặc rất là lạ lùng. Ở đây chúng ta thấy Josaphat vân theo lời của Chúa, đặt những cái người ca sướng mặc áo lễ thánh đi ra trước bờ bên và họ ngợi khen Chúa. Và khi họ ngợi khen Chúa thì Đức Chúa Trời Ngài đã dùng đạt phục binh xong vào trên Hà Nội, trên Hà Nội hát và cả núi Siêu Ri đánh họ và họ phải bị tan tác và bị mất và họ bị trí lại các cái đề trẻ. Như vậy thì chúng ta thấy sự ngợi khen Chúa nó có cái năng quyền để đem đến sự khắc thắng cho cái bản thân và phước hạnh cho người biết ngợi khen Chúa và ăn được Chúa, làm được đẹp lòng Chúa. Người đó sẽ có một đời sống khắc thắng. Và chính khi chúng ta cất tiếng lên ngợi khen Chúa và ngợi khen Chúa ngay cả lúc mà chúng ta gặp cái hoạn nạn, ở trong cái nghịch cảnh, trong cái sự khó khăn, đó là điều mà ma quỷ luôn sợ. Và Đức Chúa Trời Ngài là đấng dùng cái điều đó để đem cái sự chiến thắng cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài và có thể ngợi khen Chúa ngay cả những lúc khó khăn. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý anh bạn chị em qua lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay, trong buổi lễ công bố thành lập điểm nhóm hôm nay, ai nấy trong chúng ta sống một đời sống ca ngợi Chúa. Và đời sống của chúng ta ca ngợi Chúa là cứ tiếp tục rao truyền cái sự ca ngợi Chúa đó, sự vĩ đại, sự sang trọng của Chúa, quay đi của Chúa cho thế hệ kế tiếp, để thế hệ kế tiếp cứ tiếp tục ca ngợi Chúa và danh của Chúa được vinh hiển và cả sáng ở giữa mọi người. Và xin Chúa dùng lời của Chúa để giúp đỡ tôi và đưa bạn về công việc của Chúa trong hội thánh trong những lễ thành lập điểm nhóm để làm việc làm này. Và thưa quý bạn chị em, giờ đây thì tôi xin đọc cái quyết định thành lập điểm nhóm.